Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông tuần tra đoạn đường diễn ra tuần hành chống chính phủ và bắt hàng chục người hôm 1 tháng 10, ngăn chặn đám đông tụ tập trong lúc đặc khu trường Hồng Kông Carrie Lam ca ngợi việc vãn hồi ổn định của thành phố này nhân ngày kỷ niệm quốc khánh của Trung Quốc. Cảnh sát đã cấm biểu tình là lý do hạn chế virus corona. Hàng trăm nhân viên cảnh sát chặn người và lục soát cũng như phong tỏa nhiều khu vực người biểu tình muốn tuần hành chống lại luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt hôm 30 tháng 6 và yêu cầu phóng thích 12 người Hồng Kông bị nhà cầm quyền Trung Quốc chặn bắt trên biển hồi tháng 8. Trên đường họ trốn chạy tới Đài Loan. Các cuộc biểu tình hôm 1 tháng 10 diễn ra cho dù bà Kheo Lam phát biểu tại lễ tượng kỳ rằng thành phố đã ổn định trở lại. Ngày quốc hành Trung Quốc mùng 1 tháng 10 bị các nhà hoạt động đòi dân chủ cho Hồng Kông tẩy chay. Tuy nhiên, đối với những người ủng hộ Bắc Kinh thì đây là cơ hội để ca ngợi lòng ái quốc tại một thành phố xáo trộn nhất của Trung Quốc.